Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý cái dòng hộp mực máy in, nó in không nét ở cái dòng hộp mực ngoài này và cái hộp mực chính hãng là nó khác nó ở cái cửa nào. Thì hộp mực ngoài ấy, thì mình nói hộp mực ngoài trước nha. Hộp mực ngoài nó sẽ không có cái lò xo trục dòng kéo giữa hai cụm trống, nhưng mà nó sát ở trống nha. Và sát ở trống là nó có một cái dây lò xo dài dài nó dán vào đây để kéo. Hai là hộp mực ngoài nó chỉ có, còn hộp mực chính hãng là nó có nhá. Đây nó có lò xo kéo đây, các bạn để ý đây này, lò xo kéo. Khi cái lò xo kéo này ấy, thì ở một hộp mực chính hãng thì mình không nói làm gì, nhưng mà cái hộp mực ngoài ấy, nó sẽ bỏ qua là cái lò xo trục dòng ở trên này, và nó sẽ có hai lò xo đẩy ở dưới này các bạn. Các bạn thấy nhá, hai cái lò xo đẩy ở dưới này nhá. Đây nhá, đây có một lò xo đẩy này và bên này có một lò xo đẩy. Khi trong quá trình in mờ ấy thì các bạn chú ý, nếu mà thay chống gạt bình thường, chống gạt trục từ, trục gạt mực, gạt mực khải hay là gạt mực từ ấy vẫn bình thường, thì các bạn chú ý cho mình là cái lò xo đẩy này nhá. Nếu mà in vẫn mờ là do lò xo đẩy, các bạn kéo dán cái lò xo đẩy ở hai đầu. Nếu mà không được ấy, thì các bạn chỉ kéo một đầu ở bên tích điện cho trống, chỉ kéo ở một bên tích điện cho trống, kéo cái lò xo trục đẩy ra dài một tí để nó cho đẩy mạnh vào hai cái chích vào nhau. Đấy là nó sẽ in ra bản in led bình thường. Ok, chào các bạn, chúc các bạn thành công. Còn lò xo trục, hộp mực chính này là không có nha, hộp mực chính hãng ấy. Các bạn có thể chế vào cũng được. Ok, chúc các bạn thành công. Bây giờ chào các bạn nha.